và hiện ra vô số trăm ngàn vạn ức các chúng đồng nữ, rồi thần Đại Thiên Bảo Thiện Tài rằng, thiện nam tử có thể lấy những vật đó dâng lên cúng dường như lai tu các phước đức và bố thí cho tất cả nhiếp lấy chúng sinh, khiến cho họ tu học bố thí ba la mật, xả bỏ được vật khó xả bỏ. Thiện nam tử, như ta vì ngươi thị hiện những vật này là dạy ngươi tu hành bố thí, vì tất cả chúng sinh cũng đều như thế, đều khiến cho họ nhờ căn lành huân tập này cung kính cúng dường nơi tam bảo. Chỗ thiện tri thức sẽ tăng trưởng pháp lành mà phát tâm vô thượng bồ đề Thiện nam tử, nếu có chúng sinh tham chấp nam dục, tự phóng giật, thì vị họ thị hiện cảnh giới bất tịnh, nếu có chúng sinh sân hận kiêu mạn nhiều cạnh tranh thì vì họ thị hiện thân hình rất đáng sợ như la sát vân vân uống máu ăn thịt khiến cho họ thấy rồi sợ hãi kinh hoàng tâm ý điều nhu xả lìa oán kết. Nếu có chúng sinh hôn trầm lười biếng thì vì họ thị hiện vua cướp nước lửa và các bệnh nặng khiến cho họ thấy rồi tâm sinh kinh hãi, biết có sầu khổ mà tự cố gắng dùng đủ thứ phương tiện như vậy khiến cho họ xả bỏ tất cả các hạnh bất thiện tu hành pháp lành khiến cho họ trừ tất cả chướng ba la mật đầy đủ ba la mật khiến cho họ vượt qua tất cả đường hiểm chướng ngại đến nơi không chướng ngại thiện nam tử ta chỉ biết giải thoát lưới mây này như các đại bồ tát giống như trời đế thích đã hàng phục được tất cả quân atula phiền não giống như nước lớn khắp tiêu diệt được các lửa phiền não của tất cả chúng sinh, giống như lửa mạnh khắp khô cạn các nước ái dục của tất cả chúng sinh, giống như gió lớn khắp thổi bay các tràng kiến chấp của tất cả chúng sinh, giống như kim cương đều phá tan được các núi ngã kiến của tất cả chúng sinh, mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó thiện nam tử trong bồ đề tràng nước ma kiệt đề diêm phù đề này có chủ địa thần tên là an trụ ngươi hãy đi đến đó hỏi bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh tu bồ tát đạo bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị thần đại thiên rồi đi nhiễu vô lượng vòng ân cần từ tạ mà đi